Rồi, được rồi, Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cầu thủ đến với kênh đọc của em nha quý anh em. Thì hôm nay giới thiệu tất cả anh em một số cái cần anh em. Thì đây nó có cái bao này. Cái bao này dài mét tư anh em. Bao này bao cứng. Nó đẹp lắm. Và một số cái cần đủ thể loại cho anh em luôn. Cái gì cũng có, cần tay, cần dây trong, ISO, súp, đủ thể loại đây nha anh em. Còn bên đây là chỉ chuyên về lure nha anh em. Lure rê, đánh cá lóc, cá chẽm, đánh lóc đánh chẽm anh em mua bên đây. Câu cá hành, cá cháp, cá giò, cá nâu cũng được nha. Đó. Rồi, anh em nào mua được phí cước 30 ngàn một đơn anh em. Hai đơn em bao ship. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Đó, anh em nào mua cứ alo trực tiếp cho số điện thoại 0567 566 766 anh em. Rồi, giới thiệu anh em cái bao này, bao 1m4 nha. Cái bao này hàng bãi về em chưa có vệ sinh. Nó còn hơi dính bụi nè. Anh em về vệ sinh nha. Lấy xà bông chà nó, 1m4. Bao cứng, bao này bao bự đó. Bao bự lắm nha nè. Bao dài 1m4 nguyên dạng hết, không có lỗi vậy đó, nhưng mà chưa có giặt thôi, nó hơi dơ, nó chưa có giặt thôi, nó là bằng nhựa cứng nè, này bằng nhựa cứng, bao nhỏ ở đây. Chung bao này hoàn thiện hết anh em. Dây kéo là bao cho anh em là không có lỗi luôn nha. Nói chung là mấy cái này em đã kiểm tra hết rồi, dây kéo là hoàn thiện hết. Mà bao này hơi nặng nha, bao này nặng, bao để được nhiều cần lắm à. Rồi cái bao này bao anh em nào lấy thì cứ cho em xin cái bao 1m4 giá 700 anh em. Đó, anh em lấy thì cứ nhắn cho em bao bao đựng cần 1m4 là được nha, không có không này không có mã anh em, con cái thôi, này dính dơ nè anh em, về vệ sinh đó. Rồi rồi tiếp, mã tiếp theo là cái mã mã số 71 nè, mã tiếp theo mã 71. Cây này cây cần tây nè, dài 1m50 thôi, cây này chất liệu phíp nha, cần tây dài 1m50 chất liệu phíp. Cây chung khá ngon anh em, cây dành cho anh em câu tôm được. Rồi mã 71 nha, 71 này bán cho anh em 100 ngàn thôi. Cây nặng 53 gram, ngọn 0.9, gốc 8.6. 71 bán cho anh em 100 ngàn thôi. Mà 71 giá 100. Tới 72, cây này cây cần lua nè. Lua nhưng mà cây này nó bị hư một cái khoang. Nó bị nứt anh em. Này thấy nứt không? Ồ, nứt. Nhưng mà còn đá nè. Anh em lấy thì em sẽ gắn vô dán keo lại. Dán keo AB lại cho anh em, nó sẽ cứng câu kéo bình thường luôn, không lỗi. Đó, khoan vui xích nha, khoan vui xích. Anh em lấy thì em sẽ dán keo lại cho anh em. Câu kéo bình thường luôn, nói chung là lỗi thì em báo lỗi. Cây này nếu mà nguyên á anh em, cây này nó rơi khoảng tầm cũng 750 anh em. Cây này hãng ABI Sabenso nha. Dài 2,7 m. Lực của nó là 8 đến 18 lb, lua cây này là 1 đến 1.4 oz, tương đương trong khoảng 27-28 gram á nè, 27-28 gram. Rồi cây này 72, 72 nha, 72 cây này bán cho anh em 400 thôi, 72 bán 400 thôi. Cây này khoan vui xích cho anh em, anh em lấy thì em sẽ dán khoan lại cho anh em, về câu kéo bình thường luôn, dán là cái gồng sắt này nó dính vô đá luôn nè, dính cứng ngắc luôn á, nó dính ôm hết nguyên cái vòng tròn. Rồi 72 giá 400. Tới 73 này cần ISO khoan nhỏ nè, cây hãng Daiwa nha, khoan bass Fuji, độ cứng 2 5,3 này mày, made in Việt Nam. Cây này mã 73 này, khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon nha. Cần khá đẹp, mới mới tình. Rồi cái này mã 73, 73 cái này bán cho anh em 500 ngàn thôi. Rồi 73 giá 500 nha. Rồi cái 74 cây cần tây anh em.
Một cái gần tay Nissin nè, dài 5,4 m. Cái này dành cho anh em câu suối được nha. Nó nặng chỉ có 71 g thôi. Cái này zoom 2 chế độ 5m cho 5,4 m nha anh em. Zoom 2 chế độ 5m cho 5,4 m. Độ cứng cái này mềm. Cái này cứng cỡ tầm 2H thôi. Cái này cứng 2H thôi nha anh em. Cái này dành cho anh em câu suối. Hãng Nissin. Cây đẹp lắm, mới tình. Cứng 2H. Cây này nó nhẹ nè, mềm nhẹ. Rồi, cây này mã số 74 nha. 74. 74 cây này bán cho anh em 900. 74 giá 900. 75. 75 này cái gần tay anh em. Cây này dài 4,5 m nha. Chất liệu cần là carbon. Hãng hãng Kimura anh em, hàng nội địa của Nhật anh em ạ. Kimura hàng nội địa của Nhật nha. Cây độ cứng 2,5 h, 3H thôi. Cây cứng 3H. Chất liệu cần của nó đẹp lắm, mới tinh nè. Cứng 3H anh em ạ. Cái này nó ngon, ngọn mềm. Cái này mã 75 nha. 75. Nặng 108 g, ngọn 0,6, góc 14,3, 17,4 chứ. 75 này giá cho anh em là 500. 75 giá 500 nha. Tới 76 nè. 76 này cái cần hãng Apollo nha. Apollo này của Nhật anh em à. Dài của nó là 4,5 m nha. 15 x 3 4,5 m. Hãng Apollo anh em à. Cái này hàng nội địa của Nhật. Cái này anh em nào biết biết cái hãng này thì sẽ biết nha. Cây này nói chung cứng tầm khoảng 3,5 h nè. Cần đẹp lắm, mới tình. Cây này cứng khoảng 3,5 h nè mà. Rút ra thẳng nha. Rồi, cái cây này mã số cho anh em là 76 nha. 76 cây cần tay Apollo. Nặng là 174 g, ngọn 0,6, góc 16,7. Mã 76 này bán cho anh em 1 triệu cho anh em. Rồi, 76 này bán cho anh em 1 triệu. Tới 77 nè. 77 cây cần hơi chi anh em à. Nó có cái túi. Cần hơi chi, chất liệu cần carbon, khoan Fuji, bá Fuji. Cây này thì nó bị gãy đọt nè. Gãy chắc cũng khoảng 8 cm. Gãy khoảng 7-8 cm đọt nha. Đó, gãy 7-8 cm đọt. Cây này độ cứng 20-30 và 2,1 m. Thì gãy 8 cm thì còn khoảng 2,0 m nè. 2,02 m nha. 2,02 m. Chất liệu cần là carbon. Còn cái này mã 77 nè. 77 nha. Nặng 202 g, ngọn 1-2, góc 20. 77 này bán cho anh em cây này giá 300. 77 bán anh em cây này giá 300 ngàn nha. Dành cho anh em về câu bè. 77 giá 300. Tới 78 anh em ơi. 78 này gần dây trồng, độ cứng 80-2,7 nha. Độ cứng 80-2,7. Cái này thì nó cái này dặn ra không được anh em ơi. Nó bị cái nắp đít này nó bị lần gan ốc anh em, nó tuôn. Này chỉ có lấy keo dán cứng luôn. Bát tu gì, bát hãng. Cây này độ cứng 80-2,7. Đây. Chất liệu cần là carbon nha. Cần đẹp lắm, mới tinh. Thôi đó quần bả à. Này 76, 77 tới 78. Cái này mã 78 nha em ơi. Nặng 319 g, ngọn 4,2, góc 17,3. 78 nha. 78 bán cái này cho anh em nó bị đứt nha. Bị đứt nè. Bán cho anh em cái này giá 380 thôi. Rồi, 78 này giá 380 thôi.
T39 là ISO khoan nhỏ nè. ISO khoan nhỏ hãng Shimano nha, khoan Fuji, bass Fuji. Độ cứng 2. Dài 4,8 5,4 nè mà. Nó zoom 2 chế độ. Dài 4,8 5,4. Khoan Fuji nha, khoan Fuji. Độ cứng số 2 nè mà. Cây con cần đề cao mới. Cần đẹp lắm nè, mới tình. Rồi cái này mã 79 nha, 79. 79 cây này nặng 208 g, ngọn 1 đi 2 góc 15,6. 79. 79 bán cái này cho anh em giá là 1.350.000. Ừ, 79 này giá 1.350.000. Cây Shimano anh em. 79 giá 1.350.000. Để em gắn cọng dây là các. Rồi, tới mã số 80 nè. 80 này cây cần súp nha, súp. Cây này độ cứng 25 3,9 nè, chất liệu cần là carbon, made in Korea nha. Made in Korea, khoan Fuji, bass Fuji. Hãng nó Eco Club. Đây, khoan Fuji, bass Fuji anh em ạ. Cần đẹp lắm, mới. Độ cứng 25 thôi, 25 thì nó tương đương với D nè, D ít. Rồi cái này mã cho anh em là 80. Nặng 368 gram, ngọn 2 đi 7 góc 22,8. 80 này bán cho anh em 600. 80 này bán cho anh em 600 ngàn nha, 600k. Tới 81 cái này cái cần hơi chi 3 khúc. Hãng Sakura nè mà, hãng Sakura dài 3,3 m nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Đó. Đầu cứng này tương đương khoảng 20 thôi, 15 20 thôi, ngọn mềm lắm. Ngọn dẻo. Ừ. Cây đầu cứng 15 20 thôi. Ba khúc hãng Sakura dài 3,3 m. Rồi cái này mã số 81 nè. 81 nha. Nặng 212 gram, ngọn 1 ly góc 15. 81 này bán cái này chất liệu phíp anh em. Chất liệu phíp nha, phíp pha carbon thôi, nó không phải carbon đâu, phíp pha carbon thôi. Rồi 81 này bán cho anh em cây này giá 4 Sakura, giá cho anh em cây này 400 403 thôi. 81 bán 403 thôi. Cái 82 này. 82 này cây cần tay anh em. Tay dài 8,1 m nè, Made in Korea. Chất liệu cần là carbon nha. Cần tay 8,1 m. Chất liệu cần là carbon. Cây này nếu mà cứng nó tầm khoảng 5H nè. Cây này ngọn to nha, ngọn to cứng. Cần đẹp. Nói chung cây này còn có khá là mới nha mà. Cây còn đẹp khoảng 90%. 85-90%. Cái này mã 83 nha anh em. 83 đúng không? Cái này 81, 82 chứ. Cái này mã 82 nè, 82. Nặng 561 gram. Ngọn 2 ly, góc 30 nha. 82 là bán cho anh em cái này giá 950.000 thôi. 82 giá bán cho anh em 950.000 thôi. Cái 83 này cần ISO khoan nhỏ nè, hãng Daiwa nha, 83. Khoan Fuji, bass Fuji, độ cứng 3 5,3 nè mọi, carbon 2 da nha. Mã 83. Đây, khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon. Carbon 2 da xoắn anh em ạ. Đây, xoắn 2 da anh em thấy không? Cái này cần đẹp lắm, mới tình. Còn đẹp khoảng 90%. Rồi cái này mã 83 anh em ơi. Nặng 278 gram, ngọn 1 đi 3 góc 21. 83 này bán cho anh em cái này giá 900. Tám mươi ba này bán 900 anh em. Độ cứng số 3 5,3 m, hãng Daiwa, carbon 2 da.
Rồi, đây cây mã 84 nha. Rồi, cái mã 84 này cây cần súp nè, súp khoan gập. Khoan Fuji, bát Fuji nè. Ừ. Cây độ cứng 30 hay 4 m2 nè, độ cứng 30 4 m2. Chất liệu cần là carbon. Cây này còn đẹp khoảng 80% nè, 80%. Có chày mà dăm dăm thôi. Nó đang chày. Cây này mã 84 nha. 84. Mình quên hoài luôn tao. 83 đúng rồi, 84. 84 cái này cho anh em 600 thôi. Nặng 344 gram, ngọn 2 ly 2. Đúng rồi, đúng rồi. Gốc là 23,2 anh em. 84 là giá 600. 85. 85 nha. 85 này cán vợt nha. 85 này cán vợt dài 5,4 m. Chất liệu cần là cán là carbon. Ren ốc 12 nha, ren ốc 12. Nói chung cần cán khá đẹp á. Hãng Romarine anh em ạ. Cán đẹp lắm, mới tinh. Cái này mã 85 nha, 85 nặng 508 gram, ngọn đầu của nó 14,7 nè, gốc 26. 85 này bán cho anh em cái này giá 400 thôi. 85 giá 400. Cái 86 nè. 86. 86 này ISO khoan nhỏ nè. ISO khoan nhỏ. Đây. Cây này Super Delosi, độ cứng 3 4,5 m, 5,4 m nha. Độ cứng 3 5,4 m, hãng Sanwa nha. Cây này của hàng Korea. Korea xuất Nhật anh em ạ. Độ cứng số 3. Cần đẹp lắm, nó mới khoảng 90% anh em. Cây đẹp khoảng 90%. Cây này mã 86 nha. Nặng 266 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 20,7. 86. 86 này bán cho anh em cái này giá 500. 86 này bán 500 anh em, 500 ngàn. Cái 87. 87 thì cái bát này nó bị hư nè. Anh em lấy thì em sẽ thay cái cục này nha. Cái này không phải của nó nè, nó nên bóp lại không được nè. Nó bị lỗi cái cụm gạt này nè. Anh em lấy thì em sẽ thay. Em tìm cái cụm khác em gắn qua cho nó nha. Cây này hãng Ryobi, made in Korea. Cây này độ cứng 2,5 m4 nè. Đây, khoan Fuji, bát Fuji. Độ cứng 2,5 m4. Cái bát nó bị vậy, anh em lấy thì em sẽ tìm cái bộ cùm bát khác em gắn vô nha. Nói chung là cùm bát giống anh em, giống của nó mới vô được chứ cái cây cái bát ở dưới đó, nói chung là nó cũng không phải của nó nên ra tụi Nhật tụi nó gắn vô á, tụi nó gắn vô nên nó không có khớp nè. Này cái cụm bát nó vẫn là cụm Fuji nhưng mà gắn vô nó không có khớp nè, thấy không? Phải kèm cụm đúng của cái bát này mới được. Anh em lấy thì em sẽ thay cho nó nha. Cái này mã 80 nha. 87 nha. Mã 87 nha. Hãng Ryobi, đầu cứng 2,5 m4. Nặng 248 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 20,6. 87 này bán cho anh em 500. 87 giá 500. Rồi, tôi qua tiếp theo cây cần lua anh em. Cây 88 nè. Em lấy đại. 88. 88 này một cây cần Shimano nè, Shimano Gyrid nè. Shimano Gyrid đó. Dài 2,1 m. Lua của nó là 5 đến 21 gram, lực là 6 đến 10 10 lb thôi. Khoan Fuji đó. Khoan Fuji. Cần đẹp lắm. Bát là bát phẳng của hãng Shimano nha. Made in Korea nè anh em. Cái này hàng Korea xuất Nhật rồi. Hãng Shimano nha anh em. Rồi cái này mã 88 nè. 88 này nặng 110 gram, ngọn 1 đi 6, góc 7,2 nha.
88 cái này bán cho anh em giá 700 ngàn thôi. 88 này bán cho anh em 700. Rồi 89 nè, 89 này luôn mới đứng nè, luôn mới ngang nè. Môi cần đai hoa, khoan Fuji nè. Bá thản. Ừ. Cây đai hoa rồi cát nè, dài mét 8 thôi, độ cứng mờ. Lực của nó 8 đến 10, 7 lb, lua tầm khoảng 20 gram. 20 gram quay đầu. Aloxit nè, khoan này Aloxit, còn lại là Fuji, Fuji đá sắm nâu thôi. Alo là Fuji Six nha. Chất liệu cần là carbon. Đây. Cây dài 1m8 thôi. Cái này mã 89 em ơi. 89. Nặng 112 gram, ngọn 1 đi 8, gốc của nó 9,6 nha. 89 này bán cho anh em cây này giá 500 thôi. 89 này bán 500 nè. Rồi tới mã số 90 nè. Một cây cần lua máy đứng nè. Khoan hãng bát hãng nha, lua máy đứng khoan hãng bát hãng, cây đẹp lắm. Cây này trước em về có con cây nè mà bán rồi, còn giờ còn cây. Dài 2m37 nè, custom dài 2m37, đồ cứng L. Wide của nó là 1.2 đến 2 chấm nè, bát Inchina nha. Cây này lua tầm khoảng 10 15 16 gram quay đầu, 14 là 14 gram quay đầu đi. Lua 14 gram quay đầu. Cái đầu bu này đầu bu chống sắn nè, đầu bu Fuji luôn. Đầu bu này bu Fuji Six chống sắn, còn dàn dưới là bu nó là khoan hãng thôi. Ok chưa? Đó, đầu bu là bu Fuji luôn anh em ạ. Chất liệu cần này carbon, cây đẹp lắm, mới tinh nè. Cây này mã số 90 nè. Nặng là bằng 130 gram, ngọn 1 đi 6, góc 8,9 nè. 90 bán cho anh em cây này giá 450 ngàn thôi. 90 cây này bán cho anh em 450 ngàn. Cây 91. 91 cây này lùa mấy đứng mấy ngàn nè. Lùa mấy ngàn khoan Fuji đúng không? Đúng rồi, khoan Fuji bát thẳng. Cây này nó bị bể cái miếng cắn bẩn trên đây nè. Ở đây nó hiện đây nó bể rồi, nó bể giờ nó có vậy nè, nhìn thấy nha. Cây này dài 1m68, độ cứng ML. Lực là 8 đến 20 lb, lua tầm khoảng 20 gram thôi. Khoan Fuji bát hãng nè. Lua khoảng 20 gram thôi. Chất liệu cần là carbon nha. Đây. Cái này 91. Nặng 97 gram, ngọn 1 đi 8, góc 7,6. 91 bán cho anh em 300 ngàn. 91 giá 300. Rồi cái 92 nè. 92 này cái một cây cần câu mực nè. Một cây cần chiên đánh mực. Chất liệu cần là carbon nha, khoan hãng bát hãng nè. Cây này đánh lua vẫn được, đánh lua được nha, này lua được. Cây này dài 2m58, carbon nè. Bia 0.8 1.5 nè. Nylon của nó 2 đến 3.5. Erin của nó 2 đến 3.5. Cây này nếu mà lua lóc thì tải mồi tầm khoảng 20 24 gram, 24 gram quay đầu. Khoan hãng bát hãng nha. Khoan hãng bát hãng. Đây. Ừ. Rồi cái này mã cho anh em là 90. 9 mấy đây. Này 91 tới 92. 92. Nặng 195 gram, ngọn 2 ly 1, góc 10 ly phẩy 3. 92 này giá 350 thôi. 92 giá 350 nha. 350 ngàn. Rồi tới 93 nè. 93 này cây cần Melrap, made in China. Cây này hãng Melrap nè, khoan Fuji, bát Fuji. Ừ. Cần đẹp lắm. Cây này Melrap Melrap bát Bara nè mà. Bát Bara, dài của nó là 1m89. 1m89 nha. Lực 4 đến 8 lb. Lua cây này tầm khoảng 4 đến 10 gram thôi. Cái này lua tầm khoảng 10 gram, 12 gram quay đầu thôi anh em ạ. Nói chung cái này lua nó mồi cũng nhẹ. Cái này dành cho anh em câu cá hanh, cá cháp, cá giò, cá nâu cũng ngon. Tại ngọn nó mềm, câu tôm cũng được. Ừ, khoan Fuji, bát Fuji.
Rồi cái mã này mã 93 anh em. Này 92 tới 93. 93. 93 bán cho anh em cây này giá 850.000 thôi. Rồi 93 giá 850 nha. 850.000. Tới 94 là cần luôn mới đứng đó nè. Cây này cây cần hãng Shimano nha, khoan Fuji bát hãng nè. Hãng Shimano khoan Fuji bát hãng Made in Korea nè. Dài 1m98 nha. Cái này lực của nó ta 4 đến 12 lb. Lua là 4 đến 14 gram. Đó. Cái này Shimano Bass One nha, Bass One. Khoan Fuji Bass Fuji. Cần khá đẹp ạ, mới. Cái này mã 94 nè. 94. Nặng 111 gram, ngọn 1 ly 8, góc 8,1 ly. 94 bán cho anh em cái này giá 550 thôi. Rồi, 94 giá 550 nha, 550.000 thôi. 95. 95 cái này lua mới đứng nè, lua mới đứng. Khoan Fuji Six. Nguyên bộ khoan Fuji Six luôn nha anh em. Khoan Fuji Six luôn á. Cây này cây cần hãng Waterland anh em, Waterland dài 2m1, Made in Japan nha, hàng này hàng nội địa của Nhật anh em. Made in Japan. Cây này thông số nó không phải để ta. Cây này nó để là U074W. Không biết thông số luôn, cây độ cứng khoảng ML thôi. Cây này 2m1 thì lua, cây này nó rơi khoảng tầm 25 gram quay đầu. 25 gram quay đầu. Cây này hàng nội địa của Nhật anh em. Hãng Waterland ở Made in Japan, khoan Fuji Six. Rồi cái này mã cho anh em là 90 94 à, 94 95 à. 94 với 95. Cái này mã 95. 95 bán cho anh em cây này giá 900 thôi. 900.000. 95 bán cho anh em giá 900k nha, 900.000. Rồi cái 96 nè. 96 này cây cần luôn mới đứng nha. 96 này bán cho anh em cây cần luôn mới đứng. Khoan Fuji Six. Khoan cái này Fuji Six cho anh em. Khoan Fuji Six. Bát nó bát inox như hình, bát vặn. Đó. Chất liệu cần là carbon. Cây này là hãng Smith anh em. Smith này cây này hàng nội địa của Mỹ anh em à. Smith cây hàng nội địa của Mỹ, dài 1m98. Độ cứng L. Lua của nó là 2.5 đến 10 gram thôi. Lực của nó 4 đến 10 lb. Ở cái này lua tầm khoảng 10 gram ngoài đầu thôi. Ngọn cũng mềm. Cái này hãng Smith của Mỹ nè. Cái này quay hình thì chung còn đẹp khoảng 80% thôi. Cái mã cái này là 96. 95 tới 96. Nặng 97 gram, ngọn 1 ly 8, góc 8,1 ly nè. 96 này bán cho anh em cây này giá 700. 96 giá 700 nha. Cái 97 là cây gần lua mấy ngang nè. 97 cây gần lua mấy ngang nha. Khoan Fuji Six. Dàn khoan. Dàn khoan là Fuji Six anh em à. Cây này hãng Mr. Don nha, Mr. Don. Hàng này của Mỹ luôn anh em à. Mr. Don này hàng nội địa của Mỹ. Lực 6 đến 17 lb. Lua mát của nó 18 gram quay đầu. Ở khoan Fuji Six nha anh em, chất liệu cần là carbon. Đẹp, cây đẹp, lua mấy ngang. Cây này dài của nó 1m8 thôi, 1m8 thôi. Cây này 97. Quên rồi, 96 tới 97. 97. Mr. Don cái 97 này bán cho anh em giá 600 thôi. 97 giá 600 nha anh em. 600.000. Rồi cái 98 nè. 98. Cái này lua mới đứng. Dài 2m28 nè.
Beer lực của nó 0.6 đến 1.0 nè. Còn thông số dưới nó mức tơi tích này. Cái này đánh lua mực anh em ơi. Cái này chiên cho anh em lua mực. Cái này lua tầm khoảng tải tầm khoảng chắc cỡ 28 gram mỗi đầu. Chất liệu cây này carbon nha. Cây này chả tải khoảng 28 gram mỗi đầu thôi. Cần cũng mềm. Ừ, cây đẹp lắm nè, mới tinh nè. Cây này khoan bá thản nha, khoan hãng bá thản. Hãng Nabura nè. Cây này hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Cây này 98 nha. 98, nặng 123 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 10. 98 cây này bán cho anh em 350 thôi. 98 giá 350. Rồi cái 99 nè. 99. Cây này cây cần lua mấy ngang anh em. Khoan hãng bát thản. Khoan Fuji bát ở đồng khoan Fuji bát Fuji nha anh em. Hãng SZM, độ cứng 1 mét, cây này dài 1 mét 8, 1 mét 1 mét 68 anh em, độ cứng L, lua tầm khoảng 12 gram quay đầu thôi. Lua tầm khoảng 12 gram quay đầu. Đây, cần đẹp lắm, mới tinh. Cây này mã cho em 99 nha. Nặng 118 gram, ngọn 21, gốc 7,5. 99 này bán cho anh em 330 ngàn. 99 giá 330. Rồi cái mã số 100 nè. 100. Khoan Fuji. Bát Fuji, chất liệu cần là carbon. Đó, khoan bát Fuji. Cây này dài 1,8 m. Độ cứng cái này ML anh em. Độ cứng ML. Lua này tầm khoảng 16 gram quay đầu nha, lua 16 gram quay đầu. Bây giờ. Đó, lua 16 gram quay đầu. Cây này lua máy đứng anh em, chất liệu cần carbon. Cái này mã số 100 nè, nặng 97 gram, ngọn 1 ly 9, góc 8,7. Mã số 100 này bán cho anh em cây này giá 430 ngàn. Mã số 100 giá 430 ngàn. Rồi tới 101 nè. 101. Đầu cây cần lua máy ngang nè. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji, bát Fuji. Cây này dài 1,65 m thôi, made in Korea. Cây này lua tầm khoảng 12 gram quay đầu nè. Lua 12 gram quay đầu thôi. Cây này độ cứng khoảng ML nè mà. Chất liệu cần là carbon nha. Đây. Cây này Bass Pro Action, đó, Made in Korea. Lực là 6 đến 12 lb, lua là 5 đến 18 gram. Đó, cái này em báo 12 gram nó hơi nhẹ anh em, cái này lua mới 18 gram nha. Rồi, cái này mã số 101. Nặng 111 gram, ngọn 1 ly 6, góc 7,6. 101 này bán cho anh em cây này giá 350 ngàn thôi. 101 giá 350. Tới 102. Cái này cái cần lua máy đứng nha, lua máy đứng khoan hãng bát hãng. Chất liệu cần cái này là carbon nha. Carbon khoan hãng bát hãng. Cây dài 1,8 m, độ cứng ML, lua tầm khoảng cũng 14 15 gram quay đầu thôi, lua mười mấy gram quay đầu thôi. Cần đẹp lắm. Khá là mới. Cây này carbon nha anh em. Dài 1,8 m, lực là 6 đến 10 lb. Lua tầm khoảng 4 đến 12 gram, 14 gram vào đầu thôi, 14 gram là mát anh em. Mã 102 nè, nặng 102 gram, ngọn 1 ly 8, góc 7,8. 102 cây này bán cho anh em cây này giá 330 thôi. 102 bán cho anh em cái giá 330 ngàn nha, 330 thôi. Tới 103 nè. Một trăm lẻ ba này cây cần lua máy đứng, khoan hãng bát hãng, chất liệu cần là carbon, hãng của nó là hãng Silver Eva Silver gì nè, dào mét 8 thôi đó, carbon nè. Cái này lua tầm khoảng cũng 14 gram 15 gram quay đầu anh em, lua 14 15 gram quay đầu.
Cái này hàng China xuất Nhật anh em, China xuất Nhật. Cần khá đẹp nè. Cái này mã cho anh em 103 nha. Nặng 92 gram, ngọn 1 ly 4, gốc 76. 103 này bán cho anh em cái này 330 ngàn luôn. 103 giá 330. Còn tới 104. 104 cây này là cây cần luôn mới đứng. Khoan hãng bát hãng nha nè. Chất liệu cây này nó là carbon. Đúng không? Rồi cây này chất liệu phíp anh em ơi. Nó lòi ra cây phíp này. Khoan hãng bát hãng chất liệu phíp nha. Cây này đội đội mét 8 thôi. Lua nó 35 gram, 42 lb. Độ cứng ML. Cây này bỏ riêng anh em ơi, cọc phíp phíp không tính, không bán phíp. Rồi tới cây này 105 đi. 105. Cây này lua mới đứng nè, lua mới ngang nè. Khoan vu di nè. Bát hãng nha, khoan vu di bát hãng. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Dài 1m8 thôi, made in Korea. Cây này lua tầm khoảng 14 gram quay đầu, 14 15 gram quay đầu nha anh em. Độ cứng ML. Cần cá đẹp lua mấy ngang. Cây này cái cần lua mấy ngang nha anh em. Rồi, cây này mã cho anh em 105. Nặng 97 gram, ngọn 1 ly 9, gốc 7,5. 105 này bán cho anh em 400 ngàn, 430 105 này bán cho anh em 430 ngàn. Thế 106 này cây cần lua mới đứng nè. Lua mới đứng, cây này nó bị hư mẹ đầu bu ở đây. Nó không có gãy ngọn nè, nó hư đầu bu thôi. Nó không có gãy ngọn, hư đầu bu thôi. Khoan bu gì, bát bu gì. Cây này hãng hãng Alpha. Cây đầu cứng UL nè, lua chắc cỡ tầm khoảng 4-5 gram thôi. 4-5-6 gram thôi. Ngọn mềm lắm. Cây này anh em về thấy thay đầu bu chơi nha, cây này bán rẻ cho anh em. Rồi cây này mã 106. Này 105 106 ta. Cây này nãy là 104 nha. 105 đúng rồi, cây 106. Nhớ luôn cái trời. Đúng không? Đúng rồi 105 nè. Rồi cây này 106 nha. Nặng 46 gram, ngọn 1 đi 7, gốc 6,2. 106 này bán cho anh em 250 thôi. Cây này anh em về thay đầu bu chơi nha. Cây này về ra thay đầu bu chơi. Cây này dài của nó chỉ có chưa báo chiều dài. Made in Korea là lực của nó là 2 đến 10, 2 đến 6 gram. 2 đến 6 lb là 6 gram nha. Không thấy chiều dài ta. À, dài 1,5 m, có ghi trên đây hơi mờ tí. Dài 1,5 m anh em. 106 giá 250. Tới 107 nè. 107 là cây cần lua mới đứng. Khoan Fuji, bát Fuji. Bát này bát kẹp nè, bát này bát kẹp. Nè nó kẹp hai chân máy nè. Kẹp xuống đây nè, nó có chân, thấy không? Gắn cái chân máy đây. Gắn cái chân máy này đây nó có chân nè, gắn vô. Kẹp lại thôi. Anh em muốn trên đây thì cứ đưa lên đây, muốn xuống đây đưa lên đây. Cái này bắt kẹp anh em, nó kẹp chính thôi. Cái này dính keo hơi dơ nè. Anh em có thể về vệ sinh đó. Cái này cái gần hãng Shimano nha. Đây nó có chày. Đây có chày một chút. Lực là 4 đến 10 lb, lua là 2 đến 10 gram. Dài 1,5 m nè. Khoan Fuji. Chất liệu cần là carbon nha. Cái này mã cho em 107 nha. Nặng 58 gram, ngọn 1 ly rưỡi, gốc 7,4 nè. Đó. Cái này mã cho anh em 107, cái này bán cho anh em giá 400 thôi. 107 giá 400 ngàn. Còn sót cái cần tay nè. Còn sót một cây cần tay. Rồi tính luôn 108. Cái này cái cần tay nè, dài 6,1 m nha. Chất liệu cần carbon hai da.
cái này cứng cỡ cỡ 3h rưỡi 4h anh em. Carbon 2 da sắn. Cần đẹp, nói chung cây này còn ok la lắm, cây còn đẹp khoảng 80% đẹp khoảng 80%, cây này cứng khoảng tầm 3h rưỡi nè, 3h rưỡi. Cây này mã cho anh em 108 nha. Dài 6m1, nặng 188 gram, ngọn 0.6, gốc 23,8. 108 này bán cho anh em cây này giá 950.000 ta. Một cây cần cần tay lóng ngắn nha, thu gọn nó 20, 40, 50, 50, 52 cm thôi. 108 giá 950. Rồi tới 109 nè. Cây này cứ gần lua mới đứng nè. Lua mới đứng, khoan nó khoan khoan hãng bát hãng anh em ơi, đúng không? Ở khoan Fuji có đóng chữ Fuji dưới đây nè, khoan Fuji bát hãng nè, bát nó bát bát shop. Cây này hãng Daiwa nha, Daiwa mono carbon em, dài mét 1m98, made in Taiwan, lure là 4 đến 14 gram, lực là 4 đến 10 lb, độ cứng của nó L nè, độ cứng L. Khoan Fuji bát hãng nha anh em, cần đẹp lắm, chất liệu cần là carbon. Đây tổng thể đây, cái này mã cho anh em 109 nha, 109, nặng 104 gram, ngọn 1 ly 8, góc 9 ly. 109 này bán cho anh em giá cái này 480 thôi, 109 này bán cho anh em 480 thôi, 480.000. Rồi tới cây này 110 nè. Cây này lua mới đứng luôn nè, lua mới đứng nha. Nó 110 cây lua mới đứng nè, khoan nó khoan Fuji bát thản nè. Chất liệu cần là carbon nha. Khoan Fuji bát thản. Cây này dài 1m8 anh em ơi, độ cứng M nha, độ cứng M. Made in Korea. Cây lua tầm khoảng 20 gram, 20 gram quay đầu đó, cây lua tầm khoảng 20 gram quay đầu thôi, dài 1m8, độ cứng M, cần thì khá đẹp á, mới hàng Korea xuất Nhật. Rồi cây này mã cho anh em là 110, nặng 96 gram, ngọn 2 ly, gốc 7,8. 110 này bán cho anh em cây này giá 430.000 nha, 110 bán cho anh em 430.000. Tới 111 này. 111. Cái này cái shop đây nó bị cái khoan đó nè. Cái khoan nó đá vô nó hơi bị móp móp tí chỗ này một chút. À, thấy rõ nha. Cái này cái gần hãng ABI Spencer, dài 1m8, độ cứng L. Lực là 4 đến 12 lb, lua cái này tầm khoảng 4 đến 14 gram thôi. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon nha. Cái này của mình còn đẹp khoảng 80%. Khoan bát Fuji đây. Cái này mã 111 nè, nặng 100 gram, ngọn 1 ly rưỡi, góc 6,5. 111 cây này bán cho anh em cái này giá 450.000 thôi. 111 bán cho anh em 450.000 thôi. Cái này ngọn mềm nha, ngọn mềm. Rồi tới 112 nè. 112 cây lua mới đứng nha. Khoan Fuji bát hãng nè. Khoan Fuji bát hãng. Cây này hãng của nó Alpha Tackle anh em, dài 1m8 thôi. Lực là 4 đến 12 lb, lua cái này còn khoảng 4 đến 14 14 gram thôi. Cây này lua 14 gram bắt đầu, cây này hư một cái khoan. Nó hư một cái khoan anh em. Nó hư đây. Anh em về thay khoan vô chơi thôi. Cái khoan này hoài hoài nó bán chắc cũng 20.000 cái. Về mua gắn vô chơi. Cây này bán rẻ cho anh em nè. Cây này nếu mà quyền bán 430 nè, còn hư hư một khoang bán cho anh em 250 thôi. 112 nặng 107 gram, ngọn 1 ly 8, góc 8,3. 112 này bán cho anh em 250 nha. 250.000. Rồi tới 112 tới 113 nha.
113 này cái cuối cùng em ơi, cái này cái cần lua mới đứng. Khoan Fuji bá thản, khoan Fuji bá thản nha. Chất liệu cần là carbon, cần khá đẹp á. Cây này cây cần lua master dài mét 8 em ơi, dài mét 8 nha. Made in Korea nè, lực 6 đến 14 lb. Lua là 5 đến 18 gram nha, lua là 5 đến 18 gram. Đây, cần. Khá đẹp ạ. Cái này mã cho anh em 113 nè. Nặng 100 gram, ngọn 2 ly, góc 8,5. 113 này bán cho anh em 430. 430 ngàn. Rồi, anh em lấy cái nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Lấy cái nào cứ alo trực tiếp cho em. Rồi cảm ơn em, hẹn em các video kế tiếp.